Xin chào quý vị đang xem kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV. Xin chào quý anh chị đầu tư cùng các anh chị đồng nghiệp. Lời đầu tiên, kênh xin gửi đến quý vị lời chúc thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Hôm nay kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV xin giới thiệu đến quý vị một căn biệt thự vườn với tổng diện tích 1.500 m², trong đó có 316 m² là thổ cư. Vị trí tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vượt quê rộng lắm quý vị. Đây nhà gỗ ha, bên kia là hồ cá coi. Đây có mấy cây tùng quý vị. Cái này cây mai chú thủy, như cây lồng mứt quý vị. Này người ta ghép mai chú thủy vô này. Này cái gốc lồng mứt. Con này ghép, người ta ghép vô. Trồng rau. Nhiều cây kiểng của vị tùng nè, sung nè. Đây nhà sát nhau hết, bên đó là nhà người ta. Đây là cái gara xe quý vị ha. Nhờ mời quý vị mình đi vào tham quan bên trong căn nhà. Khuôn viên bên trong. Thuận buồm xuôi gió. Phòng ngủ như vậy quý vị. Đây khu vực bếp. Cặp lục bình bằng gốm mà bên kia có một cặp lục bình gỗ. Phòng khách rộng thênh thang. Thank you.
thang rộng. Trên đây có 4 phòng ngủ, 5 phòng ngủ. Trong góc gỗ hết. Ngoài kia cửa ban công thì nhôm sinh pha. Phòng này ốp gỗ hết. Kia là khu vực phòng thờ. Đây là cái kho để đồ thờ vậy. Phúc Lộc Thọ. Vú sữa có trái này nè. Rồi cái vú sữa bự. Này samuche. Samuche. Cây xoài. Đây cây kiển. Đây có Phật Quan Âm Bồ Tát. Đây các bạn, đây đường vô nha. Đường vô là đây một cái cửa cổng, cổng nhôm đúc, cửa tự động. Các bạn, ra kia là đường lớn các bạn. Đây ra đó 30m à. Nguyên đất này có một cái sổ riêng nữa, cuốn sổ của mình luôn. Kế bên đây có một cái căn biệt thự rất bự nè. Bên đây cũng căn biệt thự luôn các bạn. Ở đây bốn bên là biệt thự hết luôn. Đây, cái này nó tiếp giáp đường thì ít thôi nhưng vô trong nó rất là bự các bạn ha. Đây, bốn bên biệt thự hết. Căn biệt thự này phía trước cũng rất là to rồi các bạn. Xây theo cái kiểu mới giờ. Kiểu nhà máy bằng này.